Xin chào các bạn nhé. Video này thì mình sẽ dẫn các bạn đánh bóng sáng tối. Thì cái video này nó sẽ áp dụng cho các bạn học vẽ về chân dung hoặc học vẽ để hỗ trợ cho công việc như là xăm, bên xăm, bên tattoo đấy nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một cây chì trung tính sắc độ. Tức là trong cái bộ chì nó sẽ có ba cái sắc độ. Tức là một là sắc độ nó nhạt nha, nó nhạt. Hai là cái cây chì sắc độ nó trung. Đó, cái dòng chì nha. Và ba là sắc độ nó đậm. Thì chúng ta sẽ chọn cái cây chì sắc độ nó ở mức độ trung này, ví dụ như là tùy theo cái loại chì, nhưng mà cái chì Schenker mình đang sử dụng cái chì Schenker thì cái chì 2B đấy thì nó ở một mức độ sắc độ trung nha, mình sẽ dùng chì 2B. Còn các bạn không có thì các bạn cứ dùng cái chì nó trung trung là được nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh tập đánh sắc độ chuyển động nha, bằng một cây chì này. Tức là chúng ta phải đánh khít nét, các bạn nhớ nhé. Các bạn đánh khít nét, các bạn đừng có đánh caro nha, đang caro là dành cho các em bên luyện thi. Bên luyện thi nha, thì vẽ tượng, vẽ tính vật thì đan caro. Còn chúng ta làm bên bên chân dung đấy thì chúng ta nên đánh khít nét nha. Khít nét của người nó bị rỗ. Chúng ta sẽ đánh từ đậm sang nhạt nhé. Từ đậm sang nhạt. Chúng ta có thể đánh nhiều lớp nha. Chúng ta có thể đánh nhiều lớp. Chúng ta nhớ đánh khít nét, đừng để nó bị vấp sắc độ nhé. Chúng ta phải tập thả lỏng cổ tay. Các bạn vẽ chân dung cũng học cái này nhé. Mình phải đánh bóng được trước nha, mình phải đánh bóng sáng tối trước thì mình mới vẽ chân dung được. Còn nếu mình không đánh sáng bóng tối thì mình sẽ không vẽ được đâu, nó không có hồn nha. Chúng ta có thể chồng nhiều lớp lên. Trước khi học vẽ thì chúng ta phải học những cái bài cơ bản nhất của vẽ trước nha, để chúng ta hiểu với nó trước. Hiểu với sáng tối thì chúng ta mới vẽ được, chứ không phải là cứ nhìn như nào là vẽ như vậy đâu. Ở trên mạng mà người ta vẽ quay nhanh ấy, là người ta trình độ người ta rất là cao rồi, cho nên người ta quay, người ta vẽ nhanh cho các bạn xem thôi. Chứ các bạn không thể bắt chước người ta được nha, người ta cũng phải học rất là tỉ mỉ, công phu bài bản đấy, chứ không phải tự nhiên người ta vẽ như vậy đâu. Cho nên các bạn muốn vẽ được thì các bạn cũng phải học nó bài bản nha, mặc dù là học ở trên mạng hay là học online hay học tại lớp cũng vậy nha. Đấy, đây là sắc độ nó chuyển động giữa tối và sáng nhé. Tối và sáng nó sẽ chuyển động như này trong một cái ô này. Tối, đây là sắc độ tối nhất của cây chì, tức là mình sử dụng cái chì 2B, tức là đây là sắc độ tốt nhất của cái chì 2B. Nếu như cái chì 8B thì nó sẽ tối hơn nữa, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái chì sắc độ chung thôi để đánh cho nó dễ nha. Đấy, các bạn nhớ này, cái nét chì các bạn chú ý nha. Tức là các bạn thả lỏng cổ tay, các bạn đánh khít này. Các bạn nhìn này. Thả lỏng cổ tay. Đó, các bạn thả lỏng cổ tay ra, các bạn đánh khít như vậy nha, thả lỏng cổ tay. Thả lỏng cổ tay ra nha. Đấy, các bạn cũng có thể ngửa tay đi, các bạn đánh ngửa tay như vậy vẫn được này. Ngửa tay như vậy. Đó, cái nét nó rất là khít nha. Các bạn nhìn nó rất là mờ. Đó, đánh nhiều lớp thì nó sẽ lên. Đó, các bạn cũng có thể đan chéo nét. Tức là chéo nét nhưng mà vẫn khít nét nha, chứ không phải là đan này nha. Tức là các bạn không có đan theo cái kiểu caro. Các bạn đừng đan caro, bởi vì caro này nó dành cho các em luyện thi. Các em luyện thi, các bạn em ôn thi, luyện thi đấy. Thì mới sử dụng caro để vẽ tượng, vẽ tính vật thôi. Còn nếu như chúng ta vẽ chân dung mà chúng ta vẽ caro như vậy thì cái tranh nó sẽ không được đẹp lắm nha. Tức là tranh nó bị cứng, nó không được mềm. Cho nên chúng ta không sử dụng nét này mà chúng ta sẽ sử dụng nét khít nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái nét khít lại. Đó, thì sau này cái nước da nó chuyển động nó sẽ mềm mại hơn nha. Đó, cái bước đầu tiên là các bạn sẽ phải tập cái nét này trước. Đó nha, các cái nét khít này trước các bạn tập nhiều. Tập nhiều cho nó quen tay. Cái bước thứ hai là cái bước quan trọng, là cái bước các bạn đánh chuyển sắc độ này. Tức là các bạn sẽ dựng cho mình một cái ô. Đó, chiều dài này. Thì các bạn cứ áng áng tầm khoảng 10 cm gì đó nha. Thì sau đó các bạn chia làm 4. Cái ô này các bạn chia làm 4 này. Các bạn chia làm 4 ô. Đó, các bạn chia làm 4 ô nha. Ở trên video không biết các bạn có nhìn rõ không. Thì bây giờ 4 ô này thì mình sẽ 1, 2, 3, 4. Tức là 4 ô này sắc độ nó sẽ khác nhau. Cùng một cây chì thôi nhưng mình phải đánh sắc độ nó khác nhau. Thì đầu tiên là ô nhạt. Xong dần dần nó tăng dần lên nha. Ô nhạt. Mình sẽ đánh ô nhạt trước nhất. Thả lỏng cổ tay. Các bạn nhớ nhé, thả lỏng cổ tay ra. Thả lỏng cổ tay, đánh khít nét. Đánh tự nhiên, không được ghi cái chì xuống. Không được ghi cái chì nha. Không được ghi đầu bút, không được ghi cái chì. Các bạn cứ tập nhiều lần nha. Đây là một mảng sắc độ đầu tiên cho nó. Rồi cái mảng sắc độ thứ hai thì nó sẽ đậm hơn. Các bạn có thể ấn cái chì hơn một chút, không sao nha. Đó, các bạn có thể đánh nhiều lớp lên để cho nó tạo ra cái mảng sắc độ tách biệt vẫn được. Chứ không cứ phải nhất thiết đánh một lần nha. Lớp thứ hai, thứ ba, đây là lớp thứ ba, thì các bạn thấy nó sẽ đậm hơn này. Ấn chì thêm một chút, tức là bạn phải điều khiển cái cây chì
Bạn phải điều khiển được cây bút chì, phải hiểu tính năng của nó thì bạn mới vẽ được nha. Còn bạn không hiểu về nó thì nó ngu ngơ lắm, thì nó không vẽ được nha. Đó. Và cái bước thứ tư, tức là ô thứ tư, nó sẽ đậm hơn tất cả ba ô còn lại. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 4 ô và chúng ta chỉ sử dụng một cây chì hai bên xương lưng thì nó sẽ được là tổng sắc độ như thế này. Đó, 1, 2, 3, 4 ô, chứ không phải là cứ cái mảng này thì mình phải dùng cái chì này và mảng kia là phải dùng cái chì kia, không có phải. Cái quan trọng là chúng ta phải điều khiển được cái sắc độ, điều khiển được cái bút chì để mình điều khiển được cái sắc độ như thế này nha. Và khi mà chúng ta tập ấy, các bạn nhớ là chúng ta đánh chúng ta phải thả lỏng cổ tay, thả lỏng cổ tay thì cái nét nó không bị không nó không bị bị hằn xuống. Các bạn thấy nhỉ, trong một cái phạm vi này ấy, cái sắc độ nó đi rất là đều đó. Chứ nếu như mà chúng ta mà cứ ghì cái tay xuống mà chúng ta không thả lỏng cổ tay nó đơ đấy, thì có thể nó sẽ bị cái tình trạng nét như thế này đó. Cái nét này nó không có phải nha, cái nét nó không phải đấy, hay là chúng ta bị tình trạng nét thưa, tức là nét nét nó bị thưa cũng không phải. Khi mà chúng ta đánh, các bạn nhớ là cái cây bút chì này nó sẽ nằm hoàn toàn trong tờ giấy, các bạn nhớ nha, nè, nó sẽ nằm hoàn toàn trong tờ giấy nha, nó nằm hoàn toàn trong tờ giấy. Thả lỏng cổ tay, nhớ nha, khi chúng ta ghi cái đầu bút xuống chúng ta cũng phải thả lỏng cổ tay, chứ không phải là cái tay chúng ta gân cơ lên kéo cơ để chúng ta đánh, cái đó là không có phải nha. Khi mà giống như mấy bạn làm bên tattoo thì có thể các bạn cầm cái lực máy của nó rất là nặng, tại vì mình dạy mình biết mà, mình dạy các em ở lớp thì mình cũng biết các em là nó cầm cái máy rất là nặng, nên là khi các em cầm bút chì các em ghi rất là mạnh, cứng đưa cái tay ra, cho nên cái nét của em rất là cứng, cho nên các em phải thả lỏng cái cổ tay đấy nha. Thì đây là cái bài đầu tiên của cái người học vẽ, cho nên các bạn đây là mình chỉ quay để cho các bạn hiểu là mình cần phải làm như thế nào trước khi học vẽ, thì các bạn phải tập nhiều vào nha, tập nhiều để cho nó quen. Thứ hai là nếu như các bạn nào mà muốn học online thì bấm vào kênh của mình sẽ có cái hướng dẫn để đăng ký học online. Học phí nó chỉ có 500.000 thôi, thì học online cùng với mình, học về chân dung nha, tức là bên mình là dạy về chân dung bút chì nha. Thì các bạn có nhu cầu cứ bấm vào kênh này sẽ có cái hướng dẫn để đăng ký cái kênh của mình nha. Còn không thì các bạn ở quận 12, mình lớp của mình ở quận 12, nếu các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, cũng có thể đến học trực tiếp tại lớp được nha. Còn đây là cái bài 1, tức là cái bài hướng dẫn, cái bài đầu tiên để các bạn tập tham khảo. Thì cái video sau thì mình sẽ dẫn các bạn các cái bài sau để cho nó vững về cái sắc độ và cái khối mảng hơn. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì chú ý đăng ký kênh là để đón xem các video mới nhất của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ở đây nha. HTART, tức là HTART nha, lớp của mình ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhé.